chào học sinh trên toàn quốc. Chào mừng các bạn đã khóa toán 9 của học mãi.vn. Bữa hôm ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với bài đó là hệ thức VS và ứng dụng. Thì nội dung của bài ngày hôm nay chúng ta sẽ gồm hai phần. Phần thứ nhất đó là hệ thức VS và phần thứ hai đó là tìm hai số biết tổng và tích của chúng. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung chi tiết của học ngày hôm nay nhá Giờ chúng ta cùng nhau vào phần thứ nhất đó là hệ thức VS. Hệ thức VS đây là gì? Thì chúng ta sẽ cùng nhau uh, tìm hiểu nhá ở buổi trước chúng ta học về công thức nghiệm của phương trình bậc 2 Thì các bạn biết rằng phương trình bậc 2 AX bình cộng B cộng C bằng 0 với A khác 0 Nếu phương trình này có nghiệm Thì khi đó nó sẽ xảy ra hai tình huống Có nghiệm đó là hai nghiệm phân biệt Có nghiệm đó là trường hợp nghiệm, nghiệm kép Thì dù là hai nghiệm phân biệt hay nghiệm kép thì chúng ta có thể biểu diễn nghiệm của nó dưới dạng công thức này x1 bằng trừ b cộng căn bậc 2 của delta trên 2a và x2 bằng trừ b trừ căn bậc 2 của delta trên 2a trong trường hợp nghiệm kép nghiệm kép xảy ra khi nào khi delta bằng bằng 0 đúng không như vậy khi delta bằng 0 thì các bạn thấy đây là không này x1 là trừ b trên 2a khi delta bằng 0 x2 cũng bằng trừ b trên 2a như vậy nó có nghiệm ở đây các bạn thấy hai nghiệm này là hai nghiệm giống nhau đúng không nhỉ? Vì vậy, cái công thức nghiệm này nó biểu diễn cho hai trường hợp. Dù là hai nghiệm phân biệt hay nghiệm kép thì chúng ta đều có thể sử dụng được hai cái công thức này để tính. Bởi vì trong trường hợp nghiệm kép delta bằng 0 thì hai công thức này là giống nhau, đúng không? Thì bây giờ người ta sẽ làm một động tác như sau. Người ta sẽ làm một động tác như sau. Bây giờ người ta sẽ làm tác là thử xem tính tổng của hai nghiệm này, xem xem nó có điều gì xảy ra nhá. Bây giờ thầy sẽ tính tổng của hai nghiệm này Tức là thầy sẽ tính tổng x1 cộng x2 x1 cộng x2 Cái này sẽ bằng x1 là gì? Thì ở trên chúng ta có x1 là trừ b Cộng căn bậc 2 của delta Trên 2a Còn x2 ở đây các bạn có trừ b Trừ căn bậc 2 của delta Trên 2a Đây chính là x2 Giờ nhiệm vụ của chúng ta là cộng hai cái phân số này để cộng hai phân số các bạn phải đưa về cùng cùng mẫu. Thì ở đây rất là may, mẫu số chung của hai phân số này làm sao đây? Giống nhau rồi, đúng không nhỉ? Đó. Vì vậy chúng ta chỉ việc lấy tử cộng với tử và mẫu giữ nguyên. Thì khi các bạn lấy tử cộng tử các bạn sẽ thấy trừ b cộng với trừ b các bạn sẽ được là trừ 2b. Và ở đây chúng ta có căn bậc hai của delta trừ đi căn bậc 2 của delta thì hết. Như vậy chúng ta sẽ được là trừ 2b trên 2a. Rút gọn các bạn sẽ được Trừ B trên A Trừ B trên A Đó Ồ, Như vậy trong trường hợp phương trình có hai nghiệm phân biệt Thậm chí là nghiệm kép Thì tổng của hai nghiệm này Nó sẽ bằng trừ B trên A Đó chú ý chỗ đấy nhá Tương tự bây giờ thầy sẽ làm tác Thay vì tính tổng Thầy sẽ tính tính tích của hai nghiệm này Xem nó có điều gì đặc biệt hay không Ok chưa Rồi chúng ta sẽ có x1 nhân x2 Cái này sẽ bằng X1 nhân x2 các bạn sẽ có là Trừ B Cộng căn bậc 2 của delta Chia cho 2A Nhân với Trừ B Trừ căn bậc 2 của delta Chia cho 2A Ok chưa nhỉ? Tích Thì khi nhân hai phân số Luật nhân là gì? Còn nhớ không? Để nhân hai phân số chúng ta lấy tử Nhân với tử Mẫu nhân với mẫu Đúng không nhỉ? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm tác tử nhân với tử Như vậy các bạn sẽ có là trừ B cộng căn bậc 2 của delta Nhân với trừ B trừ căn bậc 2 của delta Đây là tử nhân tử Chúng ta sẽ làm động tác lấy mẫu nhân mẫu 2A nhân với 2A Chúng ta sẽ được 4A bình phương Ok chưa? Thì đối với tử nhân tử các bạn sẽ thấy Trừ B ở đây các bạn coi như A lớn Căn bậc 2 của delta thì các bạn coi như B lớn thì cái biểu thức tử số thực chất nó có dạng A lớn cộng B lớn Nhân với A lớn trừ đi B lớn Nhìn quen không? A cộng B nhân với A trừ B Đây chính là hằng đẳng thức Và nó chính là bằng A bình trừ đi B bình phương Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có tử số ở đây thực chất chính là Trừ B bình phương Trừ đi căn bậc 2 của delta bình phương tất cả chia cho 4 a bình đó theo đúng hàng đẳng thức viết như này thì trừ b tất cả bình phương chúng ta sẽ có là b bình trừ đi căn bậc hai của delta bình phương thì căn bậc hai với bình phương này là hết như vậy chúng ta sẽ có là trừ delta chia cho 4 a bình phương và ở đây chúng ta sẽ có là b bình trừ đi trừ đi delta delta bằng cái gì ý nhỉ còn nhớ không buổi trước chúng ta vừa học rồi đúng không nhỉ delta là B bình trừ đi 4 lần AC. Đó. Như vậy đây chúng ta sẽ có là trên 4A bình. Và cái này sẽ bằng B bình trừ B bình là hết. Trừ với trừ thành cộng. Như vậy các bạn sẽ có là 4AC chia 4A bình. Và như vậy chúng ta rút gọn sẽ còn C trên A. C trên A. Đó. Ok chưa nhỉ? Các bạn thấy gọn không? Thế nhiều bạn bảo Ui thầy ơi, Thầy cứ biến đổi nó ngoa lo ngoằng này làm gì hả thầy? Chả ý nghĩa gì cả Đó Nhưng nếu bạn nào tinh ý thì các bạn sẽ thấy một cái điều như sau Nếu cái phương trình bậc 2 này có hai nghiệm phân biệt nhá. Nếu cái phương trình bậc 2 này có hai nghiệm phân biệt thì tổng của hai nghiệm các bạn nhìn thấy không? x1 cộng x2 nó sẽ bằng trừ b trên a. Trừ b trên a ở đây nghĩa là gì? Trừ b trên a ở đây chính là trừ B ở đây chính là hệ số của x. A ở đây chính là hệ số của x bình phương. Như vậy, với một cái phương trình bậc 2, nếu tôi biết được phương trình này có hai nghiệm, đúng không? Thì tôi biết ngay tổng hai nghiệm của nó mà không cần giải phương trình bằng cách lấy cái hệ số B trên A và thêm dấu trừ ở phía trước. Tương tự, ở đây các bạn thấy x1 nhân x2 Thay vì chúng ta phải giải một cái phương trình rất là dài Thì chúng ta sẽ làm một động tác đó là Nếu biết phương trình này có hai nghiệm phân biệt x1, x2 Thì tích của hai nghiệm Đấy, tôi không cần phải biết x1, x2 bao nhiêu mà tôi chỉ tính tích của nó thôi Thì các bạn thấy tích của hai nghiệm này X1 x2 Hệ số của nó ở đây chúng ta sẽ được là Cái giá trị của nó chính là C trên A C là gì? Đấy Hệ số C chính là hệ số tự do trong phương trình A ở đây chính là hệ số của x bình phương đúng không và đây chính là nội dung của định lý vs nhiều bạn bảo là ôi tiếc thế em mà sống cùng cái thời ông này vớ vẩn là em nghĩ ra định lý này rồi tưởng thế nào chứ bây giờ lấy cộng với nhau nhân với nhau ra định lý này đúng là tiếc thật nhờ ước gì mình bị sống thời ông này vớ vẩn bây giờ định lý này được đặt tên mình rồi cũng nên ý, đúng không rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào phát biểu định lý vs này nhé giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với định lý vs nội dung định lý vs như sau nếu x1, x2 là hai nghiệm của phương trình AX bình cộng BX cộng C bằng 0 với A khác 0 Thì, đó các bạn chú ý nhá Ở đây nó có điều kiện à Nếu đây là hai nghiệm của phương trình này Tức là phương trình này phải có nghiệm Thì mới có điều này Nhiều bạn trong quá trình học ấy Cứ loáng thoáng nhớ, mơ màng nhớ Ôi trời ông ý dạy Cái gì mà phương trình bậc 2 ấy Tổng của hai nghiệm bằng trừ B trên A Và tích của hai nghiệm ở đây nó sẽ bằng C uh, trên A Đấy, nhớ, nhớ, loáng thoáng đó Và trong quá trình giải phương trình thì cứ, cứ nhìn thấy cái phương trình nào bậc 2 A, B, C như thế này Cứ thấy phàng vào đây thật lực Như vậy là không đúng đâu Mà chúng ta cần phải thêm điều kiện là gì Phương trình này phải có hai nghiệm Đúng không nhỉ? Đấy các bạn chú ý nhá Rồi, thì bây giờ ở đây chúng ta có là Nếu nó có hai nghiệm thì tổng hai nghiệm bằng trừ B trên A B và A chính là hệ số của x và x bình Còn tích hai nghiệm ở đây chính là C trên A Tại sao có được điều này? Thì chúng ta vừa chứng minh ở phần phần trước rồi nhá. Thì giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ví dụ Để các bạn hiểu rõ hơn về định lý VS này nhá. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào ví dụ số 1 Nội dung ví dụ số 1 như sau Đối với mỗi phương trình sau Ký hiệu x1, x2 là hai nghiệm Nếu có, chú ý nhá, Người ta thêm vào từ là nếu có Không giải phương trình, hãy tính các giá trị sau Người ta không yêu cầu chúng ta giải các phương trình này Thậm chí người ta bắt buộc chúng ta không được phép giải phương trình Nhưng vẫn bắt chúng ta tính các cái giá trị mà đề bài đưa ra Đầu tiên với câu A chúng ta có phương trình 2x bình trừ 5x cộng 2 bằng 0 Chúng ta cần tính 3 yếu tố Thứ nhất là delta Thứ hai là tổng hai nghiệm Và thứ ba là tích của hai nghiệm Đầu tiên đối với delta thì chúng ta có công thức Delta ở đây chính là B bình Trừ đi 4 lần AC và đây các bạn sẽ được Cái này sẽ bằng B bình Tức là trừ 5 bình phường Trừ đi 4 lần AC 4 A đây là 2 C đây là 2 Và cái này sẽ bằng Thầy trừ luôn nhé 25 42 là 8 8 2 16 25 trừ 16 thì được 9 lớn hơn 0 Như vậy phương trình này có hai nghiệm phân biệt bởi vì delta dương đúng không thì trong trường hợp delta dương này thì các bạn cần chú ý chúng ta có phương trình sẽ có hai nghiệm phân biệt. Tổng hai nghiệm bằng cái gì? Tổng hai nghiệm chúng ta có x1 cộng x2. x1 cộng x2 ở đây công thức đó chính là trừ b trên a. Trừ b trên a. Và cái này sẽ bằng 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 bao nhiêu đây? Trừ b. B đây là trừ 5. Đó. Trừ 5. A đây là mấy? A đây là 2 Như vậy các bạn sẽ được tổng hai nghiệm Chính là bằng 5 phần 2 Tích hai nghiệm Tích hai nghiệm công thức là C trên A C trên A C trên A ở đây các bạn sẽ có C chính là bằng 2 A đây là bằng 2 Như vậy 2 trên 2 là bằng 1 Như vậy ở đây các bạn thấy rằng Chúng ta không cần giải ra X1 bằng bao nhiêu X2 bằng bao nhiêu Các bạn có thể tính được tổng của hai nghiệm này và tích của hai nghiệm này lần lượt là 5 phần 2 và và 1. Thì đây chính là một trong những ứng dụng của cái định lý gì? VS. Giờ chúng ta sẽ đến với câu B. Câu B. Các bạn có 3x bình trừ 2x trừ 1 bằng 0 phương trình này. Tương tự chúng ta tính delta thì các bạn sẽ có B bình tức là trừ 2 tất cả bình Trừ đi 4 lần AC, 4 x 3 nhân với âm 1. Đấy các bạn chú ý nhé nhân với âm 1 thì chú ý là có dấu ngoặc vào cho đỡ bị nhầm. Hai bình phương là 4 đúng không? 4 3 12, 12 nhân âm 1 là âm 12 trừ với trừ thành cộng. Như vậy đây chúng ta sẽ có là 4 cộng 12 là 10, 16. 16 lớn hơn 0. 16 lớn hơn 0 chứng tỏ phương trình này có hai nghiệm phân biệt. Tổng hai nghiệm khi đó sẽ bằng trừ b trên a. Tại sao? chứng minh ở phần trước rồi Đúng không? Trừ B trên A ở đây chúng ta sẽ có cái này sẽ bằng trừ B đây là trừ 2 A đây là 3 Như vậy các bạn rút gọn được 2 phần 3 Tích của hai nghiệm bằng C trên A C đây là bằng trừ 1 Và A đây là bằng 3 Như vậy các bạn sẽ được giá trị là trừ 1 phần 3 Đấy các bạn chú ý nhé A, B, C ở đây là gì? Nhắc lại A chính là hệ số của x bình B chính là hệ số của x Và C chính là hệ số tự do Bạn nào đến buổi hôm nay rồi vẫn chưa biết ABC là gì Thì phải xem lại bài trước đi nhá Xem lại hai bài trước A ở đây là bằng 3 B ở đây là bằng trừ 2 Và C ở đây là bằng trừ 1 Nếu bạn nào chưa rõ Hệ số của x bình, hệ số của x và hệ số tự, tự do Phải mang cả dấu trước của nó đi nhá Thì đây chính là nội dung của câu B Đến với câu C Câu C Các bạn có phương trình là trừ 4x bình Trừ đi 3x cộng 1 bằng 0 Phương trình này Chúng ta tính delta Delta ở đây các bạn sẽ có là B bình Tức là trừ 3 tất cả bình Trừ đi 4 là đi 4 lần Nhân với A là trừ 4 Nhân với C là 1 Chúng ta có 3 bình là 9 Chỗ này 4 x 5 4 là trừ 16 trừ trừ thành cộng 9 cộng 16 các bạn sẽ được là 25 25 này lớn hơn 0 Chứng tỏ phương trình có hai nghiệm phân biệt Phương trình có hai nghiệm phân biệt Thì tổng hai nghiệm trừ B trên A Cái này các bạn sẽ có Trừ B trừ này B đây là trừ 3 này A đây là bao nhiêu? Trừ 4 Như vậy các bạn sẽ được là Trừ 3 phần 4 X1 nhân x2 chúng ta có C trên A C đây là 1 A đây là trừ 4 Như vậy các bạn được là trừ 1 phần 4 Đó các bạn thấy Qua đây các bạn thấy rằng Trong cái quá trình mà chúng ta gì đấy uh, Giải cái phương trình bậc 2 Nhưng đôi khi chúng ta không cần Thiết phải giải hẳn ra x1 bằng bao nhiêu X2 bằng bao nhiêu Chúng ta vẫn có thể tính được tổng hai nghiệm Hoặc tích hai nghiệm Trong trường hợp phương trình có hai nghiệm Thế nhiều bạn bảo hết chẳng may nghiệm kép thì sao hả à, thầy Có áp dụng được công thức này không Thì trả lời nghiệm kép cũng hoàn toàn áp dụng được công thức này. Đấy, ví dụ đây thầy cho các bạn một cái ví dụ D chẳng hạn. D chẳng hạn. Chúng ta có một cái ví dụ như sau, các bạn có phương trình à, x bình trừ đi 10x cộng với 25 bằng 0. Cho phương trình này. Các bạn tính delta. Đó. Delta cũng được và delta phẩy cũng được. Vì các bạn thấy hệ số của x này làm sao đây? Cho đây là 10. 10 đây là số chẵn, chia hết được cho 2. Các bạn tính delta hạng được và delta phẩy cũng được delta ở đây chúng ta có B bình Trừ đi 4 lần AC Nhân với 25 Thì các bạn có 10 bình Âm 10 bình là 100 100 mà trừ đi 4 x 25 cũng bằng 100 vậy cái này là bằng bằng 0 Đúng không? Thì các bạn sẽ có là x1 cộng với x2 Và x1 nhân với x2 Cái này sẽ bằng X1 cộng x2 trừ B trên A Vẫn theo công thức đấy thôi trừ b trên a thì ở đây chúng ta sẽ có là trừ của trừ 10 trên 1 Và sẽ được kết quả là là 10 đúng không? Còn x1 nhân x2 c trên a chúng ta sẽ được là 25 trên 1 bằng 25. Đó. Và áp dụng cái công thức ở buổi trước trong trường hợp delta bằng 0, chúng ta có nghiệm kép đúng không? Nghiệm kép là gì? Nghiệm kép là hai nghiệm nhưng hai nghiệm này là giống nhau. Thì khi đó chúng ta có công thức nghiệm kép là trừ b trên 2A Chúng ta sẽ có là trừ B đây là trừ 10 Chia cho 2A tức là chia cho 2 Và các bạn sẽ được là nghiệm là mấy? Là 5 đúng không? Như vậy các bạn có x1 bằng 5 và x2 cũng bằng bằng 5 x1 bằng 5, x2 bằng 5 Thì tổng của hai giá trị này là 10 Và tích của hai giá trị này là 25 Đó Thì đây chính là cách mà chúng ta áp dụng Cái định lý VS Trong cái quá trình chúng ta tính tổng Hoặc tích của hai nghiệm của phương trình bậc 2 trong trường hợp phương trình đó có có nghiệm. Chú ý chỗ đấy nhá. Giờ ta sẽ đến với ví dụ số 2. Nội dung ví dụ số 2 như sau. Cho phương trình 2x bình trừ 3x cộng 1 bằng 0. Chúng ta có 3 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, xác định các hệ số A, B, C rồi tính A cộng B cộng C. Cái này là đơn giản, đúng không? Chúng ta cùng nhau làm luôn nhá. Đây các bạn sẽ có là bài giải. Câu A. Yêu cầu chúng ta xác định hệ số A B, C A đây là gì? A là hệ số của x bình Hệ số x bình đây là 2 B đây là gì? B là hệ số của x Hệ số của x là 3 C là gì? C là hệ số tự do Cái này là một đúng không? A, B, C Bây giờ các bạn tính A cộng B cộng C nhá Chúng ta sẽ tính A cộng B cộng C Cái này sẽ là 2 trừ đi 3 cộng 1 Các bạn sẽ được kết quả là bằng 0. Ok chưa nhỉ? Như vậy các bạn đã xong được câu câu A, rất đơn giản. Giờ đến câu B, chứng tỏ rằng x1 bằng 1 là một nghiệm của phương trình. Làm thế nào để chứng minh được đây là nghiệm của phương trình? Thì các bạn học rồi, muốn chứng minh một cái giá trị nào đó là nghiệm của phương trình thì chúng ta làm độ tác thay giá trị đó vào trong phương trình, đúng không? Như vậy để chứng minh x1 bằng 1 là nghiệm là một nghiệm của phương trình thì chúng ta sẽ thay x bằng 1 vào trong cái phương trình này, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ thay x bằng 1 vào phương trình. Thay x bằng 1 vào phương trình. Thay x bằng 1 vào phương trình. Thì khi thay x bằng 1 vào phương phương trình chúng ta sẽ có là 2 nhân với 1 bình phương trừ đi 3 nhân 1 cộng 1 bằng 0 thay x bằng 1 ở phương trình này Thì khi tính các bạn thấy 2 x 1 bình là 2 Trừ đi 3 x 1 3 x 1 thì là 3 rồi 2 trừ đi 3 thì là trừ 1 Trừ 1 cộng 1 bằng 0 Thì đây là điều gì? Đúng Đây là điều đúng Điều đúng, điều đó chứng tỏ điều gì? Khi thay bằng 1 vào đúng Thì chứng tỏ x bằng 1 là nghiệm của phương trình Là nghiệm của phương trình Của phương trình khi nào nó không là nghiệm Khi thay vào nó ra điều sai Thì có nghĩa là không phải là nghiệm Ví dụ các bạn thay x bằng 2 vào đây Khi thay x bằng 2 vào đây Thì vế bên này không phải là không Nó không phải là không thì điều đó chứng tỏ Nó không phải là là nghiệm đó Mà khi thay vào nó bằng không là đúng Thì có nghĩa là nó là là nghiệm Ok chưa nhỉ Thì đây chính là nội dung câu câu B Đến với câu C Dùng định lý VS để tìm x2 Đấy, dùng định lý VS để tìm x2 thì làm thế nào tìm được x2 bây giờ? Định lý Vs cho chúng ta hai thông tin Hoặc là tính tổng Hoặc là tính tích thủy các bạn Thì theo định lý Vs đây các bạn có x1 Cộng với x2 Cái này bằng trừ b trên Trên A Đúng không? Mà đây các bạn có x1 là mấy rồi? 1 Cộng với x2 Đây đây Chúng ta vừa chứng minh được x1 là bằng 1 này Bằng cái gì? Trừ b trên A B là mấy? B là trừ 3 A là mấy? A là 2 Đúng không? Như vậy chúng ta được cái này là bằng 3 phần 2 Từ đây chúng ta suy ra X2 sẽ bằng 3 phần 2 Trừ đi 1 Các bạn sẽ được kết quả là 1 phần 2 Như vậy các bạn đã tính xong được giá trị X2 là bằng 1 phần 2 Ok chưa? Thế nhiều bạn bảo Ôi thầy ơi Làm mấy cái này ok cũng dễ thôi nhưng mà đề đặt ra là làm này để làm cái gì? Đấy, tại sao lại đưa ra cái phương trình như thế này? Các bạn hình dung không nhỉ? Thì các bạn sẽ thấy một điều rất đặc biệt như sau. Ở đây chúng ta có một cái yếu tố liên hoàn. Yếu tố liên hoàn. Nghĩa là như thế nào? Các bạn thấy yếu tố đầu tiên chính là câu A. Đó là phương trình bậc 2 có A cộng B cộng C bằng 0. Phương trình bậc 2 có A cộng B cộng C bằng 0. Đây là điều kiện đầu tiên. Thì, thì, phương trình đó sẽ có hai nghiệm x1 sẽ bằng mấy bằng 1 đúng không các bạn thấy nó sẽ có một nghiệm x1 bằng 1 x2 bằng bao nhiêu nhiều bạn bảo x2 bằng 1 phần 2 không đúng đâu nha nó có một nghiệm x1 bằng 1 x2 bằng bao nhiêu đây thì các bạn để ý x2 ở đây x2 ở đây các bạn thấy chỗ này là bao nhiêu đây 1 phần 2 đúng không thì muốn ra được cái x2 này bản chất nó dễ nhất ý các bạn dựa vào cái tích x1 nhân x2 cái này bằng c trên a đúng không x1 mà bằng 1 thì x2 sẽ bằng bao nhiêu c trên a đó như vậy khi phương trình bậc 2 có a cộng b cộng c bằng 0 thì nó có một nghiệm bằng 1 và một nghiệm bằng c trên a bằng c trên a khi đó phương trình sẽ có một nghiệm bằng 1 và một nghiệm bằng c trên a thì nhiều bạn bảo là thầy ơi Biết cái này để làm gì? Trả lời Biết cái này để giúp các bạn nhẩm nghiệm phương trình bậc 2 Nhẩm nghiệm Nhẩm nghiệm phương trình bậc 2 Trong một số trường hợp đặc biệt Và đây chính là trường hợp đặc biệt đầu tiên Đó là cứ A cộng B cộng C bằng 0 Thì phương trình một có nghiệm bằng 1 và một nghiệm bằng C trên A Đó, ví dụ nhé Nào, chúng ta sẽ đến với ví dụ số 3 Ví dụ số 3. Các bạn hãy giải các cái phương trình sau. Chúng ta sẽ có phương trình là x bình trừ 3x cộng 2 bằng 0. Các bạn có phương trình 3x bình trừ đi 9x cộng 6 bằng 0. Ở đây chúng ta sẽ có là 1,2x bình trừ đi 1,6x cộng với 0,4 bằng 0. Ví dụ các phương trình này. Yêu cầu các bạn giải cái phương trình này, các phương trình này. Thì các bạn thấy muốn giải phương trình bậc 2 chúng ta phải đi tính gì? Delta. Nhưng nếu bạn nào tinh ý các bạn sẽ nhìn thấy đối với phương trình đầu tiên có A là bằng 1, B là bằng trừ 3, C là bằng 2. Thì A cộng B cộng C cái này là bằng bằng 0. Vì A cộng B cộng C bằng 0 Nên phương trình sẽ làm sao đấy Phương trình sẽ có hai nghiệm Nghiệm thứ nhất là một Và nghiệm thứ hai ở đây chính là C trên A C chính là hai Hệ số A đây chính là một Như vậy 2 trên 1 thì bằng Bằng 2 Tương tự Ở đây các bạn thấy phương trình này Các bạn có A là bằng 3 B là bằng trừ 9 C là bằng 6 Như vậy các bạn có A cộng B cộng C Cái này là bằng bằng 0 Vì nó bằng 0 nên chúng ta cũng có phương trình tương đương với một nghiệm bằng 1 và một nghiệm bằng C trên A C là mấy? 6 A là mấy? 3 6 chia 3 thì được Được 2 Đó Hoặc ở đây chúng ta có phương trình thứ ba Phương trình thứ ba mà tính delta làm sao đấy? Khá là mệt, đúng không? Nhưng các bạn nhận thấy rằng Chúng ta có A ở đây là 1, B đây là 1,6 và C đây là 0,4. À xin lỗi đây là trừ 1,6 đúng không? Thì khi đó A cộng B cộng C cái này là bằng mấy? Bằng 0. Vì vậy phương trình sẽ có nghiệm một nghiệm của nó là bằng 1 và một nghiệm của nó sẽ bằng C trên A 0,4 chia cho 1,2 chia cho 1,2 đúng không? Như vậy các bạn sẽ được một nghiệm bằng 1 và một nghiệm sẽ bằng cái này là nhân hết với 10, 4/12 các bạn sẽ được là 1 một phần 1/3. Một phần Đúng không? Đó, thì đây chính là cách giúp các bạn nhẩm nghiệm trong trường hợp đặc biệt a cộng b cộng c bằng bằng 0. Thì tương tự ở đây chúng ta đến với cái phương trình ax bình cộng bx cộng c bằng 0 với điều kiện a khác 0 trong tình huống A trừ B cộng C bằng 0 thì phương trình có hai nghiệm. X1 cái này sẽ bằng trừ 1 và X2 ở đây chúng ta sẽ có là trừ C trên A. Chứng minh điều này tương tự như đối với cái phần trước đó là đối với cái phần A cộng B cộng C bằng, bằng 0. Đấy các bạn chú ý nhé. Các bạn thử chứng minh điều này Đấy, Thử chứng minh điều này Bằng cách là thay x bằng trừ 1 vào đây Thì chúng ta thấy rằng x bằng trừ 1 vào thì Nó đúng làm cho cái này bằng 0 Vì giả thiết cho cái này bằng 0 mà Đúng không? Thì nó có một nghiệm x bằng trừ 1 Thì nghiệm thứ hai ở đây dựa vào vi, vs Tích của hai nghiệm bằng c trên a Một thằng là trừ 1 thì thằng kia sẽ phải là trừ c trên a Thì đây chính là hai cái công thức Giúp các bạn nhẩm nghiệm trong quá trình giải phương trình bậc 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần thứ hai nhé Giờ ra sang phần thứ hai đó là tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng. Thì nội dung của bài toán của chúng ta như sau. Ở đây nếu hai số, ở đây chúng ta biết là cho hai số, cho hai số biết tổng của chúng là s, tổng của chúng là s, tích của chúng là p, tích của chúng là p. chúng là P Đó Vậy làm thế nào để tìm được hai số này Thì người ta sẽ làm một cái bài toán như sau Ở đây người ta gọi Một số là X Gọi một số là X Là X Vì tổng của hai số này là S Nên số còn lại sẽ là Số còn lại Số còn lại Sẽ là S chữ X Đúng không? tổng của chúng là S Một số mà là X Thì số còn lại sẽ là S trừ đi X Khi đó tích của hai số Khi đó Tích của hai số Của hai số Hai số sẽ là Số thứ nhất là X Số thứ hai là S trừ đi X Mà tích của hai số này là Là P Đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ có tích của hai số này là bằng bằng P các bạn nhân ra chúng ta sẽ được là sx trừ đi x bình. Cái này bằng p. Các bạn chuyển hết sang về bên phải thì các bạn sẽ được x bình trừ đi sx cộng p bằng 0. Ở đây các bạn thấy đây là một phương trình bậc 2, đúng không? Đây là phương trình bậc 2. bậc 2. Thì qua đây các bạn thấy điều gì? Qua đây chúng ta có thể thấy rằng nếu uh, chúng ta có hai số mà các bạn biết tổng của hai số và tích của hai số này thì hai số này chính là nghiệm của cái phương trình bậc hai này. Đấy các bạn chú ý nhé Trong trường hợp biết tổng và tích của hai số thì hai số này chính là nghiệm của phương trình bậc hai. Vì vậy, ở đây để giải cái phương trình bậc hai này, chúng ta sẽ phải dựa vào biệt thức delta delta bằng b bình, tức là biểu thức này bình phương, tức là s bình trừ đi 4 lần ac, tức là trừ đi 4p. Cái này phải làm sao? Lớn bằng 0. Đó. Và từ đây, người ta sinh ra, người ta sẽ cho chúng ta một cái kết luận đó là nếu chúng ta biết tổng của hai số là s và tích của hai số là p thì hai số này chính là nghiệm của phương trình bậc hai x bình trừ sx cộng p bằng 0. Và điều kiện để cái phương trình này có nghiệm đó là S bình trừ 4P lớn hơn phải bằng 0. Ok chưa nhỉ? Thì dựa vào lý thuyết này sẽ giúp các bạn tìm tổng à, sẽ giúp các bạn tìm hai số trong trường hợp biết tổng và tích khá là nhanh. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn về phần này nhá. Như vậy với việc ứng dụng cái định lý VS trong quá trình giải phương trình bậc 2 thì chúng ta có thể tìm hai số trong trường hợp biết tổng và tích dựa vào một kết luận như sau nếu hai số có tổng bằng s và tích bằng p thì hai số đó là nghiệm của phương trình x bình trừ sx cộng p bằng 0 Để các bạn chú ý x bình trừ sx cộng p bằng 0 và điều kiện để có hai số đó đó là s bình phương trừ 4 p phải lớn bằng 0 Để các bạn chú ý nhé ví dụ tìm hai số biết tổng của chúng là bằng 7 và tích của chúng bằng 12 thì dựa vào cái lý thuyết ở trên thì chúng ta sẽ có như sau hai số cần tìm hai số cần tìm là nghiệm của phương trình là nghiệm của phương trình hai số cần tìm nó là nghiệm của phương trình. Phương trình nào đây? x bình trừ đi sx. S đây là 7, như vậy là trừ đi 7x. Cộng với p, p đây là 12, tích là 12. Cái này bằng bằng 0. Các bạn hết sức lưu ý này. Tổng trước, tích sau, nhớ. Vì trong quá trình mà làm bài kiểm tra ấy, nhiều khi giáo viên vui vui một chút thì thay vì cho tổng bằng 7, tích bằng 12 thì người ta lại cho tích bằng 12 và tổng bằng 7. Tức là người ta đổi vị trí của hai cái dữ kiện này. Thay vì cho tổng trước, tích sau, người ta sẽ cho tích trước, tổng sau. Và bạn nào trong quá trình học ấy cứ mang máng ấy, ôi ông ấy cho thì cứ thẳng trước là trừ vào đây, Và thẳng sau là ở đằng sau. Thế là chết đấy nhá. Bao giờ cũng là tổng trước, tích sau. Và khi đọc đề phải xem tổng là bao nhiêu và tích là bao nhiêu. Bởi vì trong quá trình ra đề người ta có thể đổi chỗ hai cái dữ kiện này, hết sức chú ý chỗ đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hai số này. Thì muốn tìm hai số này thực chất là đi giải giải phương trình này, đúng không? Để giải phương trình bậc 2, chúng ta sẽ làm tác là tính động tác là delta B bình Tức là trừ 7 tất cả bình Trừ đi 4 lần AC Tức là trừ đi 4 lần Nhân với 1, nhân với 12 thì các bạn sẽ có 77 là 49 Trừ đi 4 x 1 x 12 là 48 Cái này bằng 1 Lớn hơn 0 Lớn hơn 0 chứng tỏ phương trình có hai nghiệm phân biệt Đúng không? Như vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt hai nghiệm phân biệt Phương trình có hai nghiệm phân biệt Đó là x1 sẽ bằng trừ b cộng căn bậc 2 của delta trên 2a. Cái này sẽ bằng bằng gì? Trừ b tức là trừ của thằng này, trừ trừ thành cộng. Căn bậc 2 của delta, delta bằng 1 thì căn bậc 2 của nó sẽ là 1. Trên 2 lần a, tức là trên 2. Như vậy các bạn sẽ được là 4. Tương tự, chúng ta có x2, cái này sẽ là trừ b trừ căn bậc 2 của delta trên 2a. Cái này sẽ bằng 7 trừ 1 trên 2 các bạn sẽ được là là 3. Đến đây chúng ta sẽ tiến hành gì? Kết luận. Như vậy. Vậy. Hai số cần tìm. Hai số cần tìm là 3 và 4. Kiểm tra lại xem đúng không nhá. Tổng 3 cộng 4 thì bằng 7. Tích 3 x 4 bằng 12. Chính xác rồi. Đó. Thì đây chính là một trong những cái ứng dụng trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng cái định lý VS. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ tiếp theo. Giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ số 2. Nội dung ví dụ số 2 như sau. Tìm hai số U và V biết U cộng V bằng 32 và U nhân V bằng 231. Thế đây các bạn thấy rằng bài này yêu cầu chúng ta tìm hai số. Hai số này các bạn thấy tổng của chúng là bằng 32 và tích của chúng là bằng 231. Đúng không? Thì theo lý thuyết chúng ta vừa học, tổng hai số là S, tích hai số là P thì khi đó hai số chính là nghiệm của cái phương trình bậc hai x bình trừ Sx cộng P bằng bằng 0. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ có như sau. Hai số U và V là nghiệm của phương trình là nghiệm của phương trình x bình phương x bình phương cho x nhỏ rồi vậy. Trừ đi sx, à, à xin lỗi, đúng rồi, trừ đi sx chúng ta có 32x cộng với P, tức là cộng với 231, cái này bằng bằng 0. Giải phương trình này. Thì các bạn thấy đây là phương trình bậc bậc 2. Để giải phương trình này chúng ta sẽ tính gì? Delta. Thực ra ở đây chúng ta sẽ tính delta phẩy cho nó nhỏ. Bởi vì các bạn thấy hệ số của x này Âm 32 thì cái số 32 này là số chẵn Chúng ta sẽ tính gì? Delta phẩy Đúng không? Các bạn thấy A ở đây là một B ở đây là trừ đi 32 Nên B phẩy sẽ bằng Trừ 16 C đây là bằng 231 Như vậy chúng ta sẽ tính Delta phẩy Còn nhớ công thức delta phẩy không B phẩy bình trừ đi A C Đó, chú ý cho đấy Thì B phẩy bình tức là cái gì trừ 16 tất cả bình. Nhớ có dấu ngoặc nhá. Đi thi mà bỏ dấu ngoặc ra là sai đấy. Trừ đi a a là 1 nhân với c 231. Ở đây chúng ta có 16 bình phương thì là 256. trừ đi 231 thì các bạn sẽ được là 25 lớn hơn 0. Như vậy phương trình sẽ có hai nghiệm phân biệt. Phương trình có hai nghiệm phân biệt. Có hai nghiệm phân biệt. X1 bằng trừ B cộng căn bậc 2 của delta trên 2A. Hoặc là trừ B phẩy, đây là trừ B phẩy cộng với căn bậc 2 của delta phẩy trên trên a đúng không? Cái này sẽ bằng cái này bằng trừ b phẩy thì b phẩy là trừ 16 thì trừ của nó sẽ là 16. Cộng với căn bậc 2 của delta phẩy. Delta phẩy bằng 25 thì căn bậc 2 ở đây chúng ta sẽ có là 5. Chia cho a, a đây là mấy? A đây là 1. Như vậy các bạn được 21. X2. Cái này các bạn có trừ b phẩy trừ căn bậc 2 của delta phẩy trên a. Thì chúng ta có 16 trừ đi 5 trên 1. Các bạn sẽ được kết quả là 11. Như vậy, hai số cần tìm đó là chú ý nhá. Như vậy ở đây chúng ta có hai số cần tìm. Như vậy có mấy trường hợp xảy ra? Hai trường hợp xảy ra. Như vậy ta có u bằng 21 và V bằng 11 hoặc U bằng 11 và V bằng 21. Đấy, các bạn chú ý trong cái quá trình mà kết luận. Bởi vì hai số U và V này tính chất nó như nhau. Ở đây chúng ta thấy chúng ta giải ra hai nghiệm 21 và 11. Thì trong cái quá trình mà làm có thể đây là U, đây là V hoặc ngược lại. Đây là V, đây là U. Đấy, các bạn chú ý cái quá trình của chúng ta kết luận nhé Như vậy buổi học ngày hôm nay Thầy đã giới thiệu các bạn Đó là hệ thức VS và ứng dụng của nó Thì các bạn nhớ Cái định lý VS này Nó xuất phát từ cái công thức nghiệm Buổi trước chúng ta học Các bạn cứ cộng và nhân Hai hiệu này với nhau Thì chúng ta sẽ ra được cái hệ thức Hay là định lý VS Còn ứng dụng của nó thì đây là những ứng dụng cơ bản. Còn trong các khóa ôn luyện Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nhiều dạng ứng dụng hơn nữa thì về mặt bản chất đối với bài này Mục tiêu của chúng ta là các bạn nắm chắc được Cái bản chất là các cái định Bản chất đó là định lý viết này Nó xuất phát từ đâu Còn cái vấn đề ứng dụng sau này Thì với các cái kiến thức nền tảng này Thì các bạn có thể tự phát triển được Hoặc chúng ta sẽ gặp lại trong các khóa huấn luyện nhé Buổi học ngày hôm nay Thầy xin tạm dừng tại đây Xin ái trả tạm biệt các bạn Hẹn gặp lại các bạn trong bài học sau